của mình có vẻ đẹp hơn tí bạn, màu rất là đẹp luôn nha. À, màu nâu nâu vàng nâu nè. À, giờ mình sẽ đổ được luôn. Cháy mẹ rồi. Bây giờ mình sẽ đổ ra nha. Mình thấy có cái gì đó sai sai. Đây. Ủa sao cũng cùng một vật liệu, cùng một miếng bột với lại một tách đường mà sao cái màu của mình nó lại như vậy mọi người. Mọi người sẽ đem hai khuôn nữa bạn, đem thử hai bên khuôn nữa nha. Đúng là thiệt, mình sai lầm quá mọi người, mình hấp tấp, mình vội vàng quá, nhanh để rồi làm cái gì. Bây giờ mình như thế này mọi người ơi. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel mình nha. Mình là Ken đây các bạn. Thì hôm nay mình mới tí lại tiếp tục ra một cái video. Cái video này gọi là video khá là thú vị luôn các bạn. Hôm nay mình team tụi mình sẽ không làm về ẩm thực nha các bạn. Mày sẽ trổ tài thi thố với nhau làm một cái kiểu là mình làm kiểu các bạn. Hôm bữa giờ mình cũng xem trên cái mạng internet rất là nhiều cái từ khóa là Squid Game các bạn, có làm cái kiểu đó bạn. Nhưng hôm nay mình với tí đã chuẩn bị đây cái bột baking soda để làm cái kiểu nha các bạn. Ở kia là một số khuôn tí. Vâng, và lời nói đầu tiên tí xin gửi đến quý cô chú quý anh chị cùng tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất nha. Cái này là mình cắt từ cái lon ra nha mọi người, cái lon nước ngọt nha mọi người, để làm khuôn, để mình in vô, để cho nó có dấu. Đây, để lát nữa mình làm á mọi người ạ. À, hình tròn nè các bạn, hình trái tim nè, ngôi sao nè. Ở đây là cái hình gì, hình thoi hả, hình chữ thập gì đây mọi người. Thì cũng như trong phim vậy á, từ những cái hình dễ nhất là hình tròn đó, cho tới những hình phức tạp dần lên là hình ngôi sao đó mọi người. Đó. Ngôi sao gì méo mó nhìn quẻ đấy. Ok bạn, nói chung là nó có cái hình thù là được các bạn, không cần thiết là phải đẹp đâu nha. Mọi người thử đi, mọi người xem video này để cho tụi mình ra một cái đánh giá gì đó để tụi mình làm nha. Ok, cảm ơn mọi người theo cho mình nhé. Các bạn à, mình cũng không biết là mình sẽ làm như thế nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình làm đường. Mình làm món kiểu này nha mọi người. Đường, muỗng. Mình với thằng Ken sẽ thi nhau để coi thử đứa nào làm hơn đứa nào. Nếu mà đứa nào mà làm không được thì bị phạt nha mọi người. Và cái người mà bị thua đó chịu phạt là bằng cách là cái người mà thắng sẽ ra yêu cầu cho cái người mà thua là phải thực hiện theo cái yêu cầu của người thắng nha mọi người. Đó, là như vậy đó mọi người. Oh my god. Thì thắng thì có thưởng mà thua thì bị phạt thôi các bạn. Đơn giản như này hôm nay vậy thôi. Rồi, tí cầm đi. Đó, đây nó có chuẩn bị hai cái chảo nha mọi người. Đây là hai cái chảo các bạn. Mình với nó sẽ thi thố nhau nha. Nè, giờ thích lấy chảo to chảo nhỏ. Thôi mình thích lấy chảo nhỏ thôi mọi người ạ. À, cho nó nhanh. Còn đây là đường nhỏ nha, nó dày quá mọi người, thôi mình đổ chảo bự. Đây là đường vàng nha. Đó, đường vàng. Rồi. Đây là bột nha bạn. Đó. Chỉ có hai nguyên vật liệu là đường và bột thôi bạn. Đơn giản. Rồi, tí một đôi, tí một đôi. Rồi, cầm xíu nữa khuấy. Đưa cái muỗng ở đây, xíu nữa múc đường. Đó. Mình sẽ không biết nó sẽ ra sao đây. Đó, bỏ đây. Không biết có thành công không đây mọi người ơi. Đó, cái muỗng đó thích muỗng thích dùng gì đó dùng. Đối với mình thì mình sẽ chọn những, mình sống rất là đơn giản cho nên mình sẽ chọn những cái vật đơn giản thôi. Không, trái có tim đâu. Không tròn nha mọi đầu người. Tiên là không, đầu tiên là hai thằng hai cái tròn trước hiểu à. Không xong rồi từ từ khó lên là xem nó là thi thố nhau là ai tách kiểu ok hơn hiểu không. Mình cứ tưởng là đứa đâu đây đứa chọn được ai vật dụng chứ ai gì đâu chọn, làm khó mình rồi mọi người. Nó là đầu bếp chuyên nghiệp mà, mình chỉ là tay ngang tay nghiệp dân thôi. Thân suối. Theo các bạn nghĩ á thì cái trò chơi này á ai sẽ là người thắng? Riêng mình chắc chắn mình sẽ là người thua. Chắc chắn không mọi người ạ. Thân suối. Cái này là hên xui là ở ăn hay thu là ở cái lửa các bạn. Mình giữ được lửa mà mình đánh cho nó đều tay, cái nhất cái hai là cái công thức bột mình phe ít bột thôi. Cái nguyên lý của nó mình còn chưa rõ nữa mọi người. Thiệt.
mình chỉ nghe sơ sơ thôi, sơ sơ là thằng kia nó nói như thế thôi, nhưng mà hồi giờ thì mình vẫn vẫn không có quen làm những cái như thế này, cho nên nếu mà có làm ra chắc chắn mình sẽ làm xấu hơn kia. Mà xấu đẹp không quan trọng, chủ yếu là trong cái trò chơi đó, trò chơi mini game đó, khi mà mình khắc cái đó ra mình ăn hay không là cái về vấn đề đó nha mọi người. Mọi người coi trong phim á thì mọi người cũng biết rồi, thấy một người ta khắc ra như thế nào thế nào bể là người đó thua, còn mà thành công thì người đó được thưởng nha mọi người. Về phần thưởng gì á thì sau cái trò chơi này á mình chỉ công bố luôn thì mọi người sẽ được biết, và phạt như thế nào á thì lát nữa mọi người cũng sẽ được biết luôn. Vậy nha, hiểu cho mình nha, để mình nói cho các bạn biết nha, cái trò chơi này như là một cái trò chơi sinh tử vậy mọi người. Cái tình cảm anh em quyết định hay không là ở cái trò chơi này nha mọi người. Phần thắng sẽ thuộc về ta. Ok bạn, đó, thì bây giờ chưa dễ là nó rồi, phần thắng thuộc về nó rồi đó, mọi người. Chẻo nó vô nó mình đốt nó cũng nóng rồi bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cuộc thi và trò chơi này luôn nha bạn. Để tao làm trước. Đây đường nha bạn. Đường có một vé thôi. Đó. Một vé rưỡi. Các bạn xem đi. Nếu mà mình thắng chắc chắn là mình thắng thiệt. Nhưng mà nếu mà mình thua là chắc chắn là mình nhường nó. Bởi vì sao? Mình chủ yếu là tình anh em các bạn ạ. Làm đi bê. Đây, cái này không có làm chung được đâu. Mình cũng dèo diệt luôn nha mọi người. Mình cũng bắt trước nó thôi. Bắt trước mày chết. Ủa mà mình nghĩ á, sao ở trên đó nó làm thành nó đông cục lại hay ta, chẳng lẽ nó làm khô dài mà chẳng lẽ đông cục lại được hay ta. Mình chắc phải bỏ nước chứ, đúng không kìa. Siêu đường chảy này cho nước gì. Dạ hả? À, ý nóng rồi, đường chảy này hả? Đúng rồi. Mình không biết nó có chảy ra không nữa mọi người. Hay là nó nổ nó bung 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 lên trên mặt mình nữa. Chảy ra con, chảy ra. Chảy ra, ấm bê lên bùa, chảy ra. Với cái lượng nhiệt lửa nó như thế này thì tạm thời bây giờ nó có chưa đủ để mà nó chảy ra đâu nha mọi người. Cái này mình phải đều tay các bạn. Khuấy liên tục nha. Chứ mà không khuấy để một chỗ này nó khét các bạn, nó cháy. Nó keo lại rồi, nó dính vô chẻo rồi đó mọi người. Coi nhắm bộ cái màu đây có thể được đó mọi người ơi. Mùa này thắng ra hả? Nếu mà các bạn thấy mà cái cuộc chơi này mà mình thua là chắc chắn là mình sẽ nhường rồi các bạn à. Bởi vì là mình tốt lắm các bạn. Có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào mà. Mình có thể hy sinh mình để mà giúp người anh em của mình đạt được cái mục đích của họ. Đó. Nhưng nếu mình thắng thiệt á thì đó chính là mình. Còn mình thua là mình nhường đấy mọi người. Thắng là mình lấy mà thua là mình nhường hả? Đấy. Mình đã có triệu chứng, nó kêu lại và nó đang bắt đầu tan chảy ra rồi nha mọi người. Đấy, thấy chưa đó, thấy chưa nè. Đấy, mình có vẻ là thành công hơn Ken giai đoạn đầu rồi mọi người. Nhưng mà em biết lúc sau sẽ như thế nào đây. Ăn hay không mà khúc sau chứ còn khúc đầu thì không quan trọng. Nhưng mà sau hay đầu không quan trọng, nhưng mà nó quyết định có một cái là nó nhanh chứ đúng không mọi người. Ví dụ như mình làm xong cái này mình sẽ làm xong những cái kia, những cái nếu mà mình làm xong trước thì đương nhiên. Đúng rồi. Đương nhiên nè. Mình có nhiều thời gian hơn. Thấy chưa? Giai đoạn đầu mình đã xong rồi nè mọi người ơi. Mình mới bắt thì đầu, bây giờ nó mới bắt đầu mình kia bây thôi. Giờ mới bắt đầu chảy mẹ. Nó kì lâu rồi nó chưa chảy đâu mọi người. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy hiệu quả của mình chưa? Ý là nó kêu mình ra qua đây nó khuấy cho nó chảy ra, nhưng mà nó để nó câu thời gian cho cái món của nó kêu ra mọi người. Nó chơi ăn gian không mọi người? Chưa hết là nó để thủ đoạn rồi. Tới chưa mọi người? Mình đổi lại nè. Mình chơi phim mà lay với nó luôn á mọi người. Mặc dù là mình là người tay ngang nhưng mà vẫn chơi đẹp với nó mọi người. Đó các bạn thấy chưa, mình bắt đầu là nó chuyển sang màu vàng nè. Tại vì mình dùng bằng đường vàng các bạn. Đó, đường chưa xử lý các bạn. Tại là nó ra cái màu rất là đẹp luôn.
khi nào tí mà khuấy mà cảm giác mà nó tan đều hết rồi á, nó không có còn là được nha, chảy ra nước hết luôn, chết che rồi. Vậy là mình thua rồi mọi người ơi. Mình quấy thì sao mà nó kêu lại, nó chảy thì chảy nhưng mà nó vẫn còn dùng cục mọi người ạ. Còn nó là nó tuy nó sâu mình nhưng mà có vẻ như được nước tay, nó chảy ra rồi hả mọi người ơi. Được tay. Hay là mình đi lấy nước mình chế vô ăn gian nó khúc ta. Nước vô nó cứ vẫn cục rồi sao? Nãy mình thêm hố quá bạn. Mình thấy ít đường quá cái mình bỏ thêm vé nữa rồi xong giờ nó chưa chạy ra mà nó vẫn cục luôn. Của tí, tí khoe chiến tích của tí tới. Của tí lên đầu rồi. Của mình lại xong rồi nha mọi người. Đây, nó ra nước, nó chạy nước ra rồi nè. Bây giờ có thể bỏ bột vô được luôn á mọi người. Nhưng mà thôi để mình đợi cho Ken nó mọi người đây. Cho ấy rồi mình chơi đều với nó luôn chứ để mất công kêu sao mà. Ủa nãy giờ Bỏ bồ vô đây. Cho tên chi mà làm trước thì mày xong trước nha. Không phải. Nói thiệt với mọi người á là bây giờ cái bước tiếp theo như thế nào thì mình vẫn có chưa rõ. Đợi cho nó lấy xoáy xong rồi nó bỏ vô rồi mình nó bắt chước mọi người. Kim bỏ vô cho tí nha. Đây là bột baking soda nha các bạn. Không cần bạn, không cần bạn, để mình bỏ cũng được. À bỏ đúng không? Đó. Để đó. Tiếp theo. Tiếp theo bỏ đúng không? Vô này nó khỏi luôn á. Đúng không? Chứ thôi. Rồi, đánh đều đi. Rồi. Đánh đi. Mọi người. Đúng rồi, đánh như cà phê sữa vậy, đúng rồi. Đấy. Trời rồi, xong rồi. Mày sao? Bỏ nhiều quá đâu, nó nổ đâu. Ủa chắc kỳ. Bỏ nhiều quá nổ vậy đâu. Đánh đi. Mình ăn cái này mình đánh đều. Bỏ ít thôi, tập kênh em bỏ ít thôi. Đồ này bỏ nhiều quá. Mình không có nghĩ là như vậy mọi người à, nhưng đánh mà đều. Đó sẽ là một cái kinh nghiệm cho Ken lát nữa nó bỏ. Đánh nhiều lên, đúng rồi. Đánh cho nó có bầu đỏ nó sợ lại rồi đó. Không cần mày nhát đâu. Lắm tí rồi. Của mình bây giờ bắt đầu nó mới tan rồi nè bạn. Nãy mình hem hố quá. Các bạn ơi, các bạn coi này các bạn ơi. Được tới không còn lửa nữa. Nhắc lên đánh đi. Đây của mình đây các bạn ơi. Đây. Bỏ ít bột nữa thôi. Bột này bột nữa. Mình bỏ hơi lố tay quá nha mọi người. Nhưng mà không sao. Kệ nó, mình sẽ lấy cho cái kinh thằng kia nó có kinh nghiệm để nó bỏ cái kia của nó nha mọi người. Kết quả sẽ như thế nào mọi người đón xem nha. Rồi đổ ra mâm ấy. Đổ ra mâm lên khuôn luôn đi. Rồi bây giờ mình đổ ra khuôn nha. Ủa sao cái màu của mình nó hơi đen mọi người, chắc mình nghĩ nó cháy rồi đây. Đổ đây. Đổ ra khuôn đây mọi người. Ồ khít nghiệt đâu. Đâu đúng không? Đây. Đổ đây hình tròn đúng không? Vuốt xuống. Đây. Rồi được rồi. Đây. Rồi. Như thế nha mọi người. Giờ cái này mình bỏ ra ngoài nha. Giờ mình sẽ cái hình tròn trước nha mọi người. Ốc cái kia lại, hình tròn lấy cái đít ra. Quên. Ít một cái đít. Nhầm cái này nha mọi người. Cái đít có cái lỗ. À cái miệng chứ. Không sao. Có cái mình lấy đây hình tròn người, trong rồi chứ. Mình ốp lên nha mọi người. Để mình ra làm ra một cái dấu để lát nữa mình khoét nha mọi người. Ấn mạnh xuống. Rồi. Nó lủng ở chỗ đây nè. Không sao. Rồi để đó. Nó luôn mà vậy. Nó nóng mới sao. Mình thấy có cái gì đó nó lẹ nó khác á mọi người. Bởi vì cái hình tròn ở trong cái video cái ở trên của người ta á là cái hình tròn của nó là nó không có cái lỗ cái hình tròn này. Thằng kia nó lấy cái lon cái đầu của cái nắp lon luôn á mọi người, cho nên nó làm nó có một dư một cái lỗ. Khi mình điện xuống á thì cái phần dư của nó nhồi lên trên nha mọi người. Không biết là cái bánh của mình nó sẽ như thế nào đây. Bữa mình lấy cái khuôn tròn rồi chứ. Nhưng cái này chủ yếu là lấy ở bên khúc ngoài nha mọi người. Còn bên trong thì kệ nó, mình có thể bỏ qua được. Nóng quá, từ. Mẹ nóng. Nóng lắm mọi người ơi. Tại cái lon này là lon nhôm cho nên nó hấp nhiệt rất là tốt nha mọi người. Cho nên cái này vừa bỏ xuống thì nóng, nó có thể làm cho mình thỏng tay nha. Mọi người làm cái này nhớ cẩn thận nha. Dỡ luôn được cái mâm lên luôn á mọi người nè, thấy không mọi người. Ấy, đó nó lợi hại đến mức đó luôn mọi người ạ. À. Tại nó kêu lại á, bắt đầu khô á. Không được rồi mọi người. Bây giờ thì mình dỡ lên á thì nó sẽ lôi luôn cái bánh đi theo, cho nên nó sẽ không được. Bây giờ mình sẽ đợi thêm một chút nữa cho nó nguội đi đã. Để rồi. Cho nó kết lại thì mình sẽ rút ra nha mọi người. Ôi trong thời gian đó thì mình coi thử kia nó làm như thế nào. Đẹp luôn mẹ. Các bạn. Nó rút được một cái kinh nghiệm là cá của mình nó thấy đen thui, bây giờ nó cỡ đó của nó vàng là nó đã lấy lên rồi nha mọi người. Nó nhờ mình nó lấy được ra được một cái kinh nghiệm.
Cho nên nếu mà cái này á, cái hình tròn này á mà thắng là không được tính phần nha mọi người. Bởi vì cái này xe nhép hả? Ừ. Không, nói chung là để có chơi thì phải có chịu mọi người ạ. À, bây giờ có như thế nào đi chăng nữa, có trước hay có sau hay là có thắng hay có thua gì đó, mình cũng phải chịu thôi. Nếu cái đó của nó mình đã làm thực hiện á, nó thành công hơn mình, nó thắng được mình thì ok, mình sẽ thực hiện theo cái yêu cầu của nó thôi mọi người ạ. À. Củ tí là đắng rồi, củ tí là để kèo phía, các bạn, kèo phía cháy. Cá của mình á là để hửi thôi nha, để ngắm thôi, rất là thơm, rất là thơm. Nhưng để ăn á thì cần phải suy nghĩ lại nha mọi người. Kể về sữa anh ơi, tí thò tay vô mình coi lại thử nha, thò tay vô nếm thử. Cứng rồi, vô vô. Hay là tách khuôn đi, hay là mình bây giờ mình giả bộ mình dụ Ken đi ra ở đâu đó rồi để cho nó lấy hái sen hay gì đó, cái xong mình ở trong này cái mình khuyết luôn cái này ra luôn mọi người, trở thành hình tròn luôn. Xong nó vừa vô là mình kêu ơ Ken nãy giờ tao lấy ra được rồi, xong rồi mình khuyết ra đúng không, mọi người thấy sao? Quay Ken không, Ken nó đi đâu hay là mình dụ nó từ gần cũng đang ngồi đây ở chết che rồi, thằng Ken nó nghe được rồi mọi người ạ. À, mình lỡ mình nói nhưng mà mình nói to quá, kia nó ngồi đây nó kêu tao ngồi đây mình đi không, trời ơi quá đẻ luôn à, trời ơi mình nhắm ơi. À, cái màu của mình kêu giữ đè đế mà kêu cứng không kia ơi, của mình có vẻ đẹp hơn tí bạn, màu rất là đẹp luôn nha. Đó, màu nâu nâu vàng vàng nâu nè. Đó, giờ mình sẽ đổ nước u cháy mẹ rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra nha, mình thấy có sẽ cái gì đó nó sai sai nè. Đây. Ủa sao cũng cùng một vật liệu, cùng một miếng bột với lại một tách đường mà sao cái màu của mình nó lại như vậy mọi người. Mọi người mình sẽ làm hai khuôn nữa bạn, làm thử hai bên khuôn nữa nha. Đúng là thiệt, mình sai lầm quá mọi người, mình hấp tấp, mình vội vàng quá, nhanh để rồi làm cái gì. Bây giờ mình như thế này mọi người ơi, bây giờ cái này thì mọi người xem coi, cái này nó cũng đã cứng lại rồi, không biết làm cá thứ nhất rồi có làm cá thứ hai được không. Trong khi đó nó làm cá thứ nhất là nó đã làm luôn cái ra cả bốn cá rồi, mà mình mới cá thứ nhất mà mình mới có, mà nó điên thui lùi với mọi người. Mình nghĩ phần này thôi Ken ơi, mày ra yêu cầu trước luôn mày Ken. Chấp nhận hình phạt hả? Rồi tí ném thử đây, tí từ nóng đang nóng, nóng nóng thử nóng rồi em ơi. Rồi mình thấy không, mình các bạn thấy mình đổ đẹp không? Giờ mình sẽ thử cái hình trái tim nha. Đúng là cái màu nhìn như thế này, đúng mình ăn vô nó khác mọi người ạ. À, nó ngon lắm mọi người, nó ngọt mà nó vừa nha mọi người. Còn cái của mình ăn vô nó ngọt, nó có vị đắng nữa mọi người. À, đấy bây giờ đã làm xong hết rồi. Trời ơi gì vậy? Ngắt luôn. Rồi cái đây mình mọi người ạ. À, cái này của mình nó cứng quá rồi, mình bắt buộc phải làm chơi chiêu này thôi mọi người ơi. Đó, anh em thấy khuôn mình không? Tí từ từ tí cho anh em xem nè. Đó, mấy vậy chứ màu vàng nâu đẹp không? Rồi đưa cái nổ trời cho. Gãy liền thấy không? Như kiểu sô cô la luôn bạn, y chang luôn mà đắng quá. Ăn thử giờ. Hơi trắng, cháy luôn, nó cháy rõ ràng luôn, hơi cháy gì mọi người. Trời nhưng mà bây giờ làm tí rồi bê tông cốt thép. đây là nó làm nha mọi người, không phải do mình, mọi người chứng kiến đúng không, đây là do nó nha mọi người, không phải do mình nha. Thôi mình chấp nhận thử thách, mình chấp nhận thua mọi người. Dẫn sao mình không có nghĩ là nó dụ mình mọi người. À, dụ gì mình không đâu là... biết làm cái này đâu mà không nghĩ do là... tại mày không thêm khéo không học hỏi các bạn. À, mình cứ nghĩ là sẽ ấy ra một cái rồi lát nữa mình rồi bây giờ vậy nè, bây giờ mình đổi cái gì ta, đổi cái gì gọi là đổi gì tí. Theo kế hoạch trước là như vậy, mà bây giờ mày dạy là thôi chứ cái gì nữa, tao riêng tao làm một cái tao làm được bốn cái nè. Wow.
Nói chung là mình sai lầm quá rồi mọi người. Sai lầm tu chỉ hả? Tu chỉ chưa trả sư đời hả? Là hấp tấp đi. Mình biết là sẽ như thế này, mình vậy là nó chơi mình. Lúc đầu nó giả bộ nó làm chậm 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 để coi thử nó thèm khẽo mình nó làm như thế nào. Là thế rồi nó thấy mình làm sai rồi nó rút một cái kinh nghiệm ra để nó làm ra cho nó như thế này. Đúng là thiệt là đéo để đúng không mọi người? Chết rồi. Tình cảm anh em rạn nứt từ đây rồi mọi người. À, bắt đầu nó hồi khô. Nãy đúng rồi. Đây mọi người chơi kỳ này mọi người thấy không? Từ. Hồi nãy á là nó cái này mày đi, cái mày nó cháy đâu. Mày là... úp ngược cái đây lại. Không, nhưng mà vẫn sử dụng được bởi vì nó vẫn có hình tròn bên ngoài, lấy cái hình tròn bên điền ngoài. Đang... Mọi người thấy không? Cái hình tròn á thì nó dụ mình nó lật ngược kia lại, mình làm nó bể dày. Bây giờ nó lấy nó chơi kiểu của nó lật ngược dày kiểu nó dày mọi người ơi. Rồi, bây giờ làm sao phải cậy cái này lên nè. Mình thôi chấp nhận thua. Thôi này... thua thì mình phải chịu bởi vì sao? Thắng là vua. Thua làm địch. Cho nên mình thua là mình phải chấp nhận thôi. Ken, đây yêu cầu đi. Trước tiên bạn đây yêu cầu gì rồi trước đi, làm gì trước đi, thử thách gì trước đi. Mình sẽ làm thực hiện theo cái nhu cầu của bạn. Trời ơi nó ngon dễ sợ không tí. Bạn đừng nói nữa, bạn hãy thực hiện nó đi để cho mình né yêu cầu này mình bậu rồi đó. Bậu thiệt rồi đó. Hít đất 10 cái. Làm mà luôn ok. Hít đất 10 cái. Có chứ. Chơi thì có chịu, mình sẽ hít đất nha mọi người. Hít đất đi. Hít đất 10 cái nha. Tại chỗ luôn, nhiều bên bên đúng rồi. Hít đất 10 cái đi. Đây hít đất nha mọi người. Vậy đi cái tay vô đi cái tay vô đi đúng không đúng không ờ đúng rồi rồi chơi đèn quen đúng nha mọi người đó nhanh là được ăn kiểu nè mấy rồi ai biết bốn mới bay rồi sao á năm sáu bảy tám 9 10 mình đã thực hiện xong một cái thử thách của nó đâu nha mọi người. Bây giờ mình vẫn còn 3 cái thử thách nữa mình chưa thực hiện để cho lát nữa nó làm xong cái phần của nó. Nếu mà thành công nó sẽ ra thêm một cái yêu cầu mới cho mình nha mọi người. Điệp với bẹo không? Mệt. À. Dùng chiêu của ta. À. Ngon. Để biết sao. Ừ, này ăn hết luôn á. Cái này phải có cái gì để nó đựng chứ cái này nó dính quá hiểu không? Có cái lá chuối á. Ừ, có cái lá kia, có cái giấy kia mà. Thiệt. Có đó thì mình lấy luôn cái lá đó lên luôn, xong rồi mình khắc luôn ở trên cái lá đó. Cái này cái hình nó dễ thành công hơn. Mình á thì mình làm thành công nha các bạn. Nhưng mà mình quên đi một điều là đúng ra là nó phải có một cái giấy thấm dầu ở phía dưới bạn. Này của mình này màu vàng rất là đẹp luôn, ăn kiểu rất là ngọt luôn. Mình nghĩ là chắc là mình này, chỉ rất là ngọt luôn. Mình nói thiệt với các bạn chắc chắn là mình sẽ thực hiện chắc một nhu cầu cho nó thôi. Bởi vì mình biết là sẽ không thực hiện được. Đó, khuôn đẹp okay rồi các bạn. Đi cho được rồi mọi người ạ. Rồi bể rồi, vậy là mình vượt qua rồi nha mọi người. Vượt qua cái thử thách thứ hai rồi. Cơ bản là tắt lên thì không bây giờ nó ra khuôn nha các bạn, đó nó ra khuôn nè, đó lôi nó vẫn lên được luôn nè, nhưng mà ở dưới á đúng ra là phải có cái giấy các bạn để mình lột ra nó sẽ chắc hơn nha các bạn. Nói chung thì cái đây y luôn nè, đó gõ nhẹ nè các bạn, bây giờ có nhẹ nè, trời ơi tí rồi. Giỡn hoài tí. Rồi bây giờ thực hiện nhưng mà vẫn bị gãy. Chỗ đây nó mỏng quá. Ok, không sao. Cái này mình thua. Nè. Rồi thì thực hiện thêm một nhu cầu nữa nè. Dạ. Quá đẻ luôn anh em. Cho tí ăn thử nè. Các bạn à. Ken thì nó cũng đã thực hiện xong một cái màn thử thách của nó rồi nha các bạn. Đây. Cái này thành công nha các bạn. Lại có nghĩa là lát nữa mình phải thực hiện thêm một cái yêu cầu của nó nữa rồi các bạn à. Trời ơi, giòn nhẽm các bạn. Trước khi thực hiện cái yêu cầu của nó thì mình thử cái bánh của nó, cái kiểu của nó làm như thế nào nha các bạn. Trời ngon các bạn. Ngon. Ngon. Giòn tí đó một tí cậy miếng này lên mà ăn hết miếng này hả? Thôi bỏ đi các bạn. Ừ. Trong mình nữa thấy quá nó cháy tiêu rồi.
hơi đắng nha các bạn. Các bạn so sánh nè, nhìn thấy này, thấy không? Hai miếng khen tròn vật luôn. Này đen thui ai ăn, đó mày ăn thử miếng này, mày ra mày nuốt luôn. Đó. Đánh nhét. Thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Cái trò chơi này mình để thua nó rồi nha các bạn. Thì các bạn đã biết rồi. Cũng như lần trước mình nói rồi các bạn, mình nhường nó các bạn. Mình cố tình mình nhường nó. Nhường khỉ. Bây giờ mình tắt cái này lên nha các bạn. Vẫn nấp. Tại vì đúng ra cái này á là mình lót một cái giấy thấm dầu lên, xong mình đổ này lên các bạn. Sau khi mà nó khô nó cứng lên rồi thì mình sẽ lột cái giấy ra. Rồi xong mình sẽ làm thêm những cái khung này là nó sẽ vẫn còn nguyên khung. Còn mình đổ cho cái mâm này, nó hít xuống cái mâm này, nó nóng hít xuống các bạn. Giờ tắt rất là khó. Còn mấy cái này về xử lý cho cái đó về bị ăn đòn hay sao? Cái này mình nước này. Nước ra. Đó. Rất là chui. Các bạn. Thôi ra cái yêu cầu thành công thứ hai của mày đi. Để tao thực hiện luôn. Giờ có nấu lại không? Thôi. Bây giờ mình cho bạn một cơ hội nữa, bây giờ thôi, bạn nấu bạn lại. Bạn nấu lại, nếu mà bạn thua thì bị cho mình phạt, còn nếu bạn thắng thì thôi. Không các bạn, mình sẽ không nấu lại nữa. Cái trò chơi hôm nay đến đây tạm kết thúc đi các bạn ạ. Ui sao? Chưa gì kết thúc rồi. Không phải, không phải, ý của mình á. Ý của mình là đồ nghề thì hôm nay cái ngày đầu tiên tụi mình làm cho nên cũng chưa chuẩn bị cho kỹ càng lắm, cũng chưa có kinh nghiệm lắm trong cái việc làm cái kiểu này các bạn ạ. Cho nên lần sau mình sẽ tiếp tục làm lại cái này, nhưng mà sẽ chuẩn bị cái đồ nghề đủ hơn. Về mình sẽ học hỏi cái kinh nghiệm nó rõ ràng hơn để bữa sau mình sẽ phục thu lại nó các bạn ạ. Chứ bữa nay mình đã bị chôn một màn chôn quá lớn các bạn. Do cái lúc đầu nó dụ mình cho nên mình đã bị chôn rồi các bạn ạ. Mình thiệt không ngờ nó. Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh tí ơi. Mà công nhận kiểu ngon đúng không? Hồi nãy á, lúc mà mình khuấy á các bạn thấy không? Nè nó có nói là tí mày bỏ vô mày khuấy thêm nữa đi, khuấy nữa đi. Mà trong khi đó mình các bạn thấy không? Nó đã chín rồi, nó đã chảy nước rồi, nó kêu là các bạn cứ khoái, nó kêu mình khoái đi, có nghĩa là nó biết là mình sẽ khoái, nó sẽ cháy. Mình cố tình nó làm như vậy, có phải là nó đang hại mình không các bạn? Này sẽ phục thù. Lần sau tao sẽ phục thù cái tình trạng này. Sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Bây giờ làm xong bây giờ cậy này nó mới khổ nè bạn. Nhưng mà ăn rất là ngon nha, mình nói thật luôn, ăn rất là ngon. Đấy, nay mình cạn được nè bạn, thấy không? Mình bị nó bỏ ra khuôn nè. Nhưng mà nó lại không đẹp thôi. Nhưng mà chất lượng viên kẹo rất là ok luôn nha. Giờ mình cậy ra mình cho một tí nó ăn. Bây giờ hình phạt mà là ăn kẹo ngọt, không uống nước. Các bạn, mình đỡ rồi. Rất đẹp luôn nè, thấy không? Tròn do luôn nè. Mình chứ không lẽ các bạn nhìn xem mình bánh mình cũng đẹp chứ bộ các bạn đúng không? Cái màu của mình nó rèm ra nó giống như cái màu cà phê luôn các bạn à. Các bạn cứ nghĩ đi. Cái con kia nó làm ở trên nó này giống trên mạng quá thì rất là tầm thường đúng không các bạn, nhưng mình lại chơi rất là sốc hàng luôn nè. Làm thành công nó khó chứ mà làm làm thành công nó mới dễ đúng rồi. Nó mới dễ đúng không? Cái màu của mình nó làm ra không đụng hàng với lại kem cho tới tất cả các video trên ăn nha các bạn. Ăn đi. Hồi nãy có ăn rồi. Hồi nãy có ăn rồi nè, mình ăn thử cho các bạn xem luôn nè, mình sẽ review luôn nè, mình sẽ nói coi như mặt nha. Cầm nhăn nha. Luôn đi. Ngon. Nhưng mà làm sao không nhăn được các bạn, bởi vì nó đắng quá. Đắng quá các bạn à. Nhưng mà nó có đắng nhưng mà nó cũng ngọt nha các bạn. Nói chung thì cái đây đúng là cái đường đời á, người ta cái đời sống nó như thế nào là như cái này nè các bạn à. Còn cái này thì nó quá thuận lợi đi, nó quá suôn sẻ đi, nó ngọt quá đi. Thì cái này không phải là gọi đời sống, cái này là chỉ là một món ăn thôi. Còn cái này á đối với mình là có một cái ý nghĩa rất là lớn nha các bạn. Ha. Cái mùi vị của nó nào là đắng, nào là ngọt, nào là đó, giống như cái cuộc sống của mình á, lúc trên vên lúc là nó suôn sẻ, không phải nó lúc nào nó cũng suôn sẻ mà không phải lúc nào cũng gặp xui xẻo gì đó nha các bạn. Cho nên các bạn hãy nghĩ đi, vừa ăn vừa nghĩ vừa cảm nhận mình mới biết được đó cuộc sống như thế nào, nó muôn màu muôn vỡ nha các bạn. Ok rồi các bạn nha, hôm nay mình với Tý cũng tổ chức một cái trò chơi này, cái nhất là cũng thử cái tay nghề của mình nó có ngon như là cái lời đồn ở trên mạng nha các bạn.
thấy người ta review cái này rất là nhiều luôn. Nên cũng tự tay mình rèm thử cái sản phẩm mình ăn ra như thế nào. Thì mình đánh giá đây, cái này rất là ngon, rất là ok luôn. Nhưng mà điều hơi ngọt, ăn hơi khát nước vậy. Các bạn nghe Kê nói gì không các bạn? Rất là ngon nhưng mà hơi ngọt nha các bạn. Có nghĩa là ngọt quá, chưa có đủ. Đúng rồi, thì cái này nó chỉ có đường không chứ nó đâu có phê một cái tẹp chắc gì đâu. Nhưng mà bạn ăn cái của mình coi. Cái này đắng. Nó đắng mà nó vừa vừa, nó không ngọt lắm đúng không? Đúng không các bạn? Đúng không? Rồi chắc anh em tụi mình tạm dừng video thôi các bạn. Trời cũng tối rồi. Hiện anh em ở những clip tiếp theo nha. Chào anh em nha. Ok. Bye. Hello. Bye. Nhầm.